đã cúc đi. Còn muốn người đẹp thì hãy tìm đến bác sĩ Kim Lai. Chúng đúng ta rồi. Lan Sơn cùng với phu nhân bảo đẹp chứ chưa? Đúng rồi. Quý vị nào mà muốn tìm người đẹp thì cứ tới văn phòng bác sĩ Kim Lai. Có thể nói rằng ở đây nhìn giống y như là các hoa hậu á, chứ không phải là các y các cô các... Họ là hoa hậu của người đẹp, người hùng. Dạ đúng rồi. Dẫn đầu bác sĩ Kim Lai cùng với phu nhân bác sĩ Nancy Trương. À, vâng thưa quý vị, trung tâm y tế và phải là phẩm mỹ Lam Sơn là một nơi uy tín. Quý vị nào muốn làm đẹp tới đây, nhìn các cô y tá cũng đã thấy được cái nét đẹp rất là đẹp của trung tâm thẩm mỹ Lam Sơn, nằm ngay trên góc đường Brookhurst và Lam Sơn ở thành phố